Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh em sắc thắng bà con. Cái máy hồi nãy em mới đăng tí xíu là có cô chú chốt cái cầm bét lên em. Bụng đang mở ra để mà test hàng để gửi đi cho cái này của một chú. Cũng là một khách quen á. Để nhiều khi mình cũng không biết sao. Một số có khi là anh em bà con cô bác mình cần xài. Mà mình ở đây thì có khi bỏ lang thang tùm lum hết trơn em ơi. Nhưng mà khi đăng lên thì cũng có nhiều cô bác mua ủng hộ lắm em. Lắp đi lắp, cầm bét, ti thâm nhớt, co dầu bét, rồi tăng đưa gì vui. Nhóc hết trơn luôn. Cho em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Cái này nó còn nguyên bản gì luôn, nắp rất là đẹp. Còn cái nắp đi lắp bên NS40 nha em. Rồi trở về đề tài chính là em lên cho cái anh em một cái con dân ma NS110 anh em ơi. Cái này máy mới về hôm qua. Cái máy này thì nó thiếu cái bu ly. Cái máy này thì nó thiếu bu ly. Máy thì rất là đẹp anh em ơi. Nó sơn còn rất là đẹp luôn á. Máy nó không có một tí lỗi lầm nhỏ nào hết chứ. Nhìn thấy rất là khoái luôn. Anh em nhìn kết nước này nè, nó đang thui luôn. Em quên nó mà không có tí lỗi lầm nhỏ này thì cũng không phải anh em ơi. Nó có một cái điểm, một cái điểm tí xíu nữa là em sẽ báo cho anh em mình nha. Trước tiên là heo bét là hoàn toàn tụi em không có đụng chạm tới luôn nè. Nắp phi lát thì rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Bộ khóa dầu nguyên si, thùng dầu chưa lủng. Thùng dầu không lủng nha, nó chưa lủng nha. Nó tiếu tiếu như sao á. Anh em nhìn hang ốc của bộ lọc dầu nữa nè. Hay gì đây. Ốc mà chưa có dấu đụng chạm, chưa có dấu chạy luôn anh em. Nguyên si. Cái bùe hết sức, cái bùe nó lớn rồi nè. Bự bành chi luôn. Cái nắp phi láp rất là đẹp. Chưa mở cái này ra để mở ra coi cái thử đây nó sao. Rất là dơ nè. Rất là dơ. Nhớ trong đây nó còn luôn. Đi nhờ con gắn vô giùm bác ơi. Dạ. Bác mở ra bác gắn không được. Bụng nó cười em, nó cười dê luôn á anh em. Chắc thấy em đẹp trai gì không biết. Phải không anh? Dạ dạ. Dạ luôn hả? Dạ, anh đẹp lắm. Anh đẹp lắm. Nghe gì sai sai. Nó nghe gì sai sai với nhỏ này giả bộ nữa đẹp đại đi cho nở lỗ mũi chút xíu rồi. Cái máy này lúc trước em nghĩ là máy đề nó mày. Xếp nó đẹp nhất. Đẹp nhất trong mắt vợ cơ xếp hả? Hai gảnh. Trong đây ngộ người ta cái gì mà kéo trong đây nè. Hai gảnh anh em ơi. Cái tăng đưa gió là một cái nữa. Ý, vậy là cái bát góc đề anh em ơi. Cái bát góc đề nhưng mà đề 2 giây. Cái này bị tháo góc đề mất tiêu rồi. Bị cái này xanh từ trên bãi rồi anh em ơi. Chứ không phải là về với chỗ em thì nó mất tiêu rồi. Còn số series ghi của máy này là 03464 anh em ơi. 03464. Nắp phi láp nó đẹp hết sức hình dung rồi. Công nhất nó còn nguyên bản luôn anh em ơi. Thùng dầu thì em thấy nó hơi xét nhẹ anh em. Nó đen đen ở dưới đáy à. Cái miệng đẹp quá, miệng dình còn nước sơn, nghĩ chắc này để là để lâu nó bị khô, khô dầu mình đổ nhất, mình đổ dầu vô cái nó bị khô, này nó hơi bị cắn nên mấp đi tí xíu, nhưng mà này thì nó không đáng kể, còn này trên nền viên của nó còn nè, em chưa có đụng chạm, chưa mở gì hết, không biết lúc trước là người ta gắn trên cái thiết bị gì, nhưng mà nó còn nguyên bản vậy nè.
kia không em? Dạ. Dạ. Em đã cố gắng hết sức. Đó đúng rồi đó, bụng làm chưa? Mở ra rồi là dặn hai ngóc ghim vô là không khoái đó anh em. À, mấy anh em mà thợ mà có cái như là gắt khoái luôn á, áo vũ cơ hàng luôn nè. Kiếm nhỏ. Cho anh bóp tí xíu thôi. Thôi. Quỷ chứ em à. Em còn nguyên đó. Em còn nguyên thì anh đâu nói em bị bóp méo như nào đâu. Anh đừng đụng em dễ méo má. Trời ơi em quên đó anh em ơi. Anh lo giỡn tàu lao em quên. Cái này nó có một cái điểm, một cái điểm mà cái khuyết điểm nhỏ là khi mà bụng về đổ dầu vô quay nó chạy là bong bóng này nó không xây, thông báo thông báo bên em mất giả mặt cam này anh em ơi, giả mặt cam ra em nhớ là rửa một cái lượt dưới thổi sâu cái đường nhớt anh em ơi, mà nó không có báo lên đây bởi cái này nó bị chạy cái chỗ này là anh em lưu ý ha, là mặt trước có mở anh em, mặt trước có mở anh em nhìn dấu chày nè. Rồi bây giờ để em nhờ tiền test hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Đây một em trai 38 kg, test cái máy 160 kg, cái ta quay vật đạn nó dài con ơi. Bắn kìa. Rồi, con nếu gặp ta quay dài con lấy dây con giật luôn đó, đó ta quay đời 6 chơi luôn. Còn chân chạy không chạy là kệ nó. Có đâu, mẹ chạy rồi. Đó. Đó, anh em nghe bơm ghiền chưa? Chạy mà cung 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 cung. Ở bộ á, cái cây nhớt, cây bơm nhớt nó dỗi ra. Cây bơm cũ á. Cây bơm cũ chào quá. Mà nó mắc chạy theo vậy đó. Con vịn lại nó thử được không? Ừ. Nó tự nhiên nó chạy chạy kìa. Ừ, buộc nó lại luôn. Ừ, nó buộc. Ai kêu cà chớn nó không chạy, nó chạy theo vậy. Này nó tắt tao hương lại đi. Thôi sao này nó chạy chạy theo lên sao kìa vậy ta? Cái con heo mình nó bơm á. Nó thối cái gối trong á. Anh mà bẻ ra ngoài là nó tắt luôn á. Không bơm luôn á. Em ghét nó nữa, em tính buộc vô đây luôn nè. Buộc nó tắt luôn á. Buộc tắt không? Ừ. Tao nhờ em test lại thử cái. Máy người bự cần chỉ đứng sợ lưng dữ ba tua này. Đó. Ừ đâu phải lịch sự không có chặt 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 nó mà nó kêu kêu là em xin phép anh em lột cái cây bơm dầu phụ luôn ra luôn anh em. Em lột ra bỏ ngoài máy treo toàn ten cái nào anh em xài anh em gắn vô. Cho mấy bạc đạn chạy nghe tiếng nó đã lên mình. Em lên cho lớn đều đều đại đi, đi phục. Em nghe tiếng mấy mấy lớn đã. Tiếng hết sức lực luôn. Tiếc có một cái là mình mất giả mà mở mặt ram trước anh em, có mở mặt ram trước anh em lưu ý anh em nè. Bị nhớt bơm lên đây nó không có xây nè, chỗ này nó không quay. Nó chạy rất là đạt luôn, nó tối luôn. Có tụi heo không?
vì cái máy này cái giá trị nó cao nên em sẽ quay thật là kỹ cho anh em mình coi lại ha. Em sẽ quay thật là kỹ, lúc nào giỡn giỡn, lúc này là em đang nói chuyện nghiêm túc anh em. Là cái máy này em xin nhắc lại lần nữa ha, máy này là đã có ở mặt âm trước, anh em nhìn thấy ốc nó chạy nè. Là vì lý do là em cũng rất là tiếc luôn á, là vì quay nó không có bơm cái bong bóng nhớt nè, mất sâu cái đường nhớt của mặt âm trước, còn hoàn toàn bên trong tụi em không có đụng chạm gì hết nha anh em. Ngay cả là co dầu bét, nói chung là nguyên xi hết trong máy là tụi em chỉ không có đụng chạm gì hết. Có bù lửa này, có mở nè, hồi lúc mình rửa, lúc mình vệ sinh là có mở bù lửa nè, anh em nhìn thấy có dấu giày nè anh em thấy không. Còn phần trong máy là nguyên bản theo máy hết. Ở đây em mấy cái chỗ mà anh em cần quan tâm này để em xin quay thật là kỹ cho anh em mình coi. Đây nắp không cũng gì nè, hoàn toàn tụi em không có đụng chạm gì hết. Rồi nhờ tay con test nhẹ lại giùm bác một cái nữa tay, con chỉ cần quay nổ một cái cho bà con cô bác mình coi thôi. Chị nhỏ hay phải không, dài 35-36 kg rồi nè, mà đối với những cái máy này là nó chạy lắm hết chứ. Này kêu em xong nha, em nghe cái này kêu em thấy ghét quá. Tự nhiên giống như vụ này ta, nó chạy nhìn nhìn theo rồi, chắc hôm lọt con dục nó luôn quá. Rất là chạy rất ok. Vậy cái dòng máy lớn này em sẽ quay thật là kỹ chi tiết cho anh em mình coi, để nhiều khi anh em bỏ ra một số tiền lớn quá mà mình không có nắm kỹ cái thông tin những cái gì cần thiết như bên cái máy này thì cũng là cái thiệt thòi cho anh em mình nhé. Còn bên em có sao nói chuyện anh em, anh em nào có từng mua hàng bên em thì nhờ anh em nhận xét giùm em nhé. Rồi em tắt máy rồi, chỉnh cái tốt video tại đây nha. Rồi em xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn nha. Cái dân ma NS110 gió đạn này em bán cho anh em là 10.500.000, em bao ship. Rồi anh em nào có chốt được thì alo giùm em nha, 10.500.000 em bao ship. Vì cái máy này cái phí vận chuyển nó rất là cao nha anh em. Anh em nào có chốt được cái máy này thì anh em vui lòng cọc giùm em là 800.000 ha. Cái máy này bị nó rất là nặng, nó tầm cỡ khoảng 150-160 kg gì đó, em cũng chưa cần thử nữa nhưng mà em đoán cái xác nó là gì. Em xin nhắc lại lần nữa nha, anh NS110 này giá bán nó là 10.500.000 em bao ship. Anh em nào làm được thì alo giùm em nha. Chào tạm biệt anh em.